chào bạn, nay mình sẽ giới thiệu bạn một con máy cày Hinomoto C174 giá rẻ. Bao nhiêu mà rẻ em trai ơi? Con này bán 35 triệu thôi. 35 triệu à? Có đường sới luôn chứ? Dạ không, xe không. Xe không á. Hả? À, xe không á. Có đường sới chứ? 17 lần. Là 17 nữa. 17 lần chứ phải 14. Có đường sới không anh ơi? Ấy là 35 triệu có đường sới không? Có đường sới. Có đường sới. Có đường sới 35 triệu. Xe này còn ngon lành gì không? Số má sao? Hả? Dạ. Số má đồ em không? Hai cầu. Chị Nguyễn Thị đó. Đâu hai cầu coi. Hai cầu đi chứ. Thử hai cầu luôn ha. Đầu tiên sẽ cán qua cái khúc gỗ đó và chiếc máy cày sẽ không leo lên được. Ơi chỉ cho gài cầu. Gài cầu là phải nhấc cái số này đạp côn, đúng rồi, nhấp bắt đầu gài chứ đừng gài kiểu đó. Gài nó sẽ không ăn, nhấp số vô, số 1 vô. Rồi. Nó phải vô khớp nó mới vô cầu được. Đó, nó vậy á. Cái đó vô hai cầu rồi đó. Nó vô hai cầu rồi. Vô hai cầu rồi. Ừ. Rồi, gạt số rồi. Rồi, ghé coi. Đó, một cầu đó. Rồi, vô hai cầu. Đó, nó leo qua hết các bạn thấy không? Còn nếu mà các bạn gài một cầu á, đây. Một cầu ơi. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Một cầu là nó sẽ. Rồi. Đó, nó sẽ như vậy. Rồi, hai cầu. Đó, các bạn thấy không? Sẽ đi qua. Nó chứng minh cho các bạn thấy là chiếc xe này hai cầu vẫn ok. Ủa bô đâu rồi? Chưa gắn à? Mới lấy về hả? Mới lấy về mà đi lên không kịp để xử lý phải không? Rồi. Rồi ok. Xe này đường lắp gì hết á, không có chặt đẹp quá trời. Rồi được rồi. Được rồi cưng, được rồi. Được rồi. Cái này á, hai cầu á, là mình muốn ấy, mình vô tầng này tầng chậm nha. Nó phải vô tầng chậm, xong bắt đầu mình vô số này rồi mình cài lên hai cầu, một cầu rất dễ. Nếu mà để sống vậy vô không được, khó vô lắm. Không vô được, nhưng mà hồi nãy á, phía sau cái tầng chậm này vậy anh phải vô, chứ không để nó lượm là đâu vô cầu. Đúng rồi, với lại vô tầng chậm nhất á. Đây là tầng chậm nhất à, đúng rồi, đúng rồi. Bốn số. Đúng rồi. Rồi. Ba máy. Bên được không? Ủa? Không là lắm. Đâu bên đâu? Nó hạ hạ. Rồi. Bên. Ôi mạnh quá. Rồi đi tới. Tới. Nghiêm chỉnh đàng hoàng luôn ha. Rồi. Rồi động cơ coi. Không phải đâu. Hãy nhấn nút bên hông. Nút bên hông hả? Đâu, nút đâu ta? À, đây nè, có cực gạt nè. À, đúng rồi. Đó, động cơ Hinomoto ha. Gì hả? Hả? Tắt máy hả? Tắt hả? Đi. Tính chưa có bỏ bệnh. Bỏ bệnh là thử đèn, thử kẹt cho nghe. À, đó. Có đầy đủ á.
đó gan ti đồ máy dòng hơi rất mạnh ha. Nói chung thì nhìn thì nó không có được mới xịt nước sơ qua chứ chưa rửa nhiều đúng không? Nhìn nó không được cái xe này bây giờ nó là nguyên thủy chứ không có làm đầy tới nó còn ngon cái trái của mấy còn ba cái mấy cái dụng còn không biết này là đơn giản lúc mua là bên cửa hàng hỗ trợ tốt mới hết à tốt rồi luôn ừ. Con này chạy ít giờ nè 621 giờ hả? Rồi ok rồi chạy vào được rồi đó xe vậy là quá ngon rồi số má xới súng một nghiêm chỉnh có xe phía sau kìa Honda phía sau kìa chạy gan ti luôn cái xe này xấu xấu mà chạy ngon thiệt máy móc chất lượng rồi 35 củ cả đuôi sới có thương lượng không à hết xe đẹp như bên đó nó phơi nắng phơi mưa ấy, mà nhỏ bánh trước bánh sau rồi ngon lành đàng hoàng ha đúng không có đang gió luôn ha bình thường gió nghĩa địa phải đang gió đó rồi ok thôi được rồi đây nè cái gì 10 tháng 2 không đuôi không đuôi. Rồi giờ nói chung là muốn mua đuôi thì mình đắp đuôi thôi. À. Có đuôi gắn đuôi. Rồi ok. Rồi.